Ok, chào bạn. Hôm nay mình tiếp tục mua những cái sản phẩm online trên các thị trường mạng để review cho bạn. Đây là một mã sản phẩm khá rẻ và dình mãi mới được trộm một con như này. Đó là chiếc GTX, các bạn nhìn này. GTX 750 2GB RAM 5 bit 128. Thường thì ở trên thị trường bây giờ GTX 750 2GB RAM 5 bit 128 giá nó sẽ dao động vào khoảng tùy đơn vị nhá, thì nó dao động sẽ rơi vào khoảng là từ trên 700 đến khoảng xấp xỉ 900, tùy bản đẹp bản xấu và tùy từng đơn vị bán hàng, tùy từng hãng card nữa. Nhưng với cái mã này thì mình mua có hơn 400 một chút, 490.000 cộng vận chuyển là tròn 500. Đây thưa các bạn, Zotac này, GTX 750 2GB RAM 5 bit 128 này, tem Zotac này. Bây giờ chúng ta lật ra mặt sau, các bạn sẽ thấy là một loạt tem của các đơn vị này. Tem nào đến năm 2015 đây. Đạt Khang, đây là tem của Đạt Khang. Đạt Khang là một đơn vị trong thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều tem, có nghĩa là đã qua không biết bao nhiêu đời của thợ sửa chữa. Xin lỗi các bạn, là qua không biết bao dân buôn rồi. Chúng ta thấy cái tem sâu nhất là tem ồn. Cái tem này mình không biết của đơn vị nào, nhưng cái tem sâu nhất là hai tem năm 2015 tháng 2 là tem của Đạt Khang, có nghĩa là nó đã di chuyển từ Hồ Chí Minh ra đến Hà Nội. Vậy tiền vé máy bay đắt hơn tiền cái cạc rồi. Tại sao Vega này lại rẻ đến vậy? Thì đó chính là một cái nhược điểm của nó, là nó không hỗ trợ cổng HDMI to này, nó chỉ hỗ trợ cổng HDMI nhỏ. Đây là hai cổng DVI và không có cổng Vega. Thường thì các mã GTX đều không có cổng Vega rồi, nhưng nó sẽ bắt buộc phải có chuẩn HDMI to. Chiếc Vega này giá rẻ chính là do không có cái chân HDMI to ở đây. Nếu nó có thì chắc chắn nó sẽ bị độ giá lên khoảng là trên 700. Với cái thời điểm nhạy cảm của thị trường bây giờ. Bây giờ chúng ta xem này. Ở cái mặt trước chúng ta thấy là Vega khá sáng sủa này. Thấy chưa? Các bạn nhìn thấy Vega sáng sủa chưa? Quạt rất trơn. Nhưng ở mặt sau chúng ta có cảm giác chỗ này nó bị cháy này. Nhưng không phải, cái này là do cái gì đấy, chứ không phải là do thợ khò hàn vào đây bị cháy. Và nhìn tổng quát ở đây thì chúng ta thấy là thằng này dán một cái tem, thằng này dán một cái tem, thằng này dán một cái tem. Chưa có một cái tem nào bị chịu tác động nhiệt. Vì vậy là gần như đây là hàng nguyên bản, chiếc quạt sửa chữa. Đây các bạn nhìn này. Các bạn muốn xem ở bên trong thì mình sẽ tháo Vega ra cho bạn. Sau đó tí nữa mình sẽ test cho các bạn, đó là full max, và test cho các bạn game. Cái này thì bỏ qua LOL các bạn nhé. Vì với 750 GTX 750 2GB thì bỏ qua LOL, và cũng có thể bỏ qua được luôn cả FIFA 4 100% là chơi được. Chúng ta chỉ test PUBG thôi. Úi dồi ôi, bẩn vãi, tiện vệ sinh luôn. Các bạn nào muốn mua thì các bạn chạy qua nhé. Vì cũng chỉ có một chiếc duy nhất thôi, vì vậy là sẽ không có cái khái niệm bán cốt, niềm trao cháo múc. Và giá mình đợi chút để lấy cái chổi quét. Gần như khi mình mua chơi online, nếu mình dùng cái link của mình mua ấy, thì các đơn vị khác mình mặc cả luôn, là không cần bảo hành bảo tỏi gì cả, test xong là xong. Vì vậy đây cũng là một phần nó rẻ, chính là vì mình mua cái chế độ test không cần bảo hành, có nghĩa là shop sẽ không chịu bất kể trách nhiệm nào khi mình test cạc, và mình chỉ cần nhắn tin lại một câu là sau khi người ta mình nhận hàng là ok, có nghĩa là cái đơn vị bán cũng hết trách nhiệm với mình luôn. Vì vậy nếu bạn nào muốn lấy cái này nhá, thì mình sẽ test tất tần tật mọi thứ ok. Thì các bạn mình để đúng cái giá mình bà mua là 5 nít. Còn nếu các bạn muốn lấy bảo hành thì các bạn cộng thêm 50 vào. Đó. Tí nữa mình sẽ thêm cái keo MX4 vào đây cho các bạn. Đây là cái keo không phải keo của hãng nhé các bạn, nhìn này. Keo hãng không được, hãng nào ngu nó chắc cái keo dày tổ bố nó ngăn mày như này cả. Nó sẽ có một lớp mặc dính thôi. Đây là keo lởm. Tí mình sẽ chát keo xịn vào đây cho các bạn, cho nó mát. MX4 đây nhá các bạn nhá. Mình sẽ vệ sinh luôn và tra keo MX4 vào. Keo MX4 vẫn đang là cái loại keo đắt nhất có thể có trên thị trường mà dân thợ Việt Nam hay dùng. Còn như hàng thổ Nhật Kỳ, TDG hay là Úc, Châu Phi thì nó có hay không thì mình không để ý cho lắm.
Các bạn phải vệ sinh sạch cái chỗ này đi nhá. Lấy giấy vệ sinh sạch đi. Các bạn thấy là ăn được tiền của các bạn cũng hộc máu mồm sôi mắt đấy. Ăn được 50 mà mất xử tiếp keo hơn 100 rồi. Nhớ đâu ông nào mua không bảo hành cái thì thôi, phá tiếp keo ra bằng không. Nó gọi là công cốc dã tràng chính là đây. Mà biết đâu tháo ra vệ sinh cái ngỏm luôn. Đấy các bạn, tra keo mới kiểu các bạn tra ít thôi, chỉ bằng hạt đỗ thôi, đừng có tra nhiều. Vì nó đắt quá và nó tỏa nhiệt tốt rồi, vì vậy chúng ta cũng không cần hùng hục tra làm gì cho nó kinh khủng, làm gì cho nó mất công. Thực sự những cái liên quan đến nắp ráp này thì mình chưa giờ mình làm cả. Cứ làm bừa giống các bạn thôi. Và biết cài Win không thì chịu. Đó, như này vặn vào được. Để cân vặn vào là tự ăn cái keo. Rồi. Tạo điện tử nó cũng như con người thôi. Các bạn vừa quất ngựa chi phong cái các bạn bị đột tử, các bạn chết là chuyện bình thường. Vì vậy bất kể hàng điện tử nào chết là bình thường, nhất là cái mùa nồm này ở ngoài Bắc. Có rất nhiều linh kiện, rất nhiều laptop băng hà chỉ sau một đêm. Đó, ok, chúng ta đã hoàn thiện. Tí nữa mình sẽ bóc sạch những cái tem đây đi, cho nó chưa qua tay thằng em nào cả. Bạn nào thích thì nhìn thấy nó phê hơn là nhìn thấy tem nó trăng chịt. Chính tỏ chỉ có chiếc Vega còi này là không biết bao thằng dân buôn nó liếm vào để ăn phần rồi. Tất nhiên, đã là dân buôn thì quy tắc duy nhất của thị trường là làm ăn có lãi là buôn đấy thôi, không trách ai cả. Ok, chúng ta bắt đầu test.